sự quan tâm của chính quyền thì Kim Long là được là đầu tư để nâng cấp nó lên đô thị loại 5. Và hiện nay là đang trong cái giai đoạn là thành lập thị trấn, thì nói chung đấy là đáp ứng được cái nguyện vọng tha thiết của người dân. Người dân sẽ được hưởng lợi từ cái dự án này, tức là từ cái thị trấn Kim Long sẽ được hưởng lợi trước hết là cái hệ thống giao thông, hai là các cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm. Cái thứ ba là những cái dịch vụ đi theo, nhất là cái công nghệ số tới đây. Tôi nghĩ là riêng Kim Long nó đi sau, nhưng mà nó sẽ được hưởng lợi những cái công nghệ của cái đổi mới của công nghệ, cho nên người dân sẽ được hưởng lợi cái đó. Và một cái đặc biệt nữa thì riêng ở các thị trấn thì Kim Long là một trong những thị trấn mà tôi cảm thấy nó khác với các thị trấn khác ở cái cảnh quan. Tôi cảm nhận được là cái sự thay đổi từng ngày từng ngày. Đường xã đã được bê tông và nhựa hóa, đèn đường đã về đến từng hộ dân, cái màu mặt đổi lên trong cái người dân, từ thay đổi từ tinh thần đến vật chất. Thứ nhất là về kinh tế, trước đây thì cả thôn chỉ có 1-2 xe Honda, bây giờ một thôn bình quân phải có 15-20 ô tô. Rồi đến về mặt tinh thần thì các cái phương tiện giao thông đã được đẹp hơn, phương tiện nghe nhìn đã cao cấp hơn. Rồi các công viên đã về đến, đã xây dựng đến các cái thôn vùng sâu vùng xa. Rồi đường xã được đầu tư đẹp hơn. Xã Kim Long đã thực hiện và hoàn thành 4/4 cái tiêu chuẩn, đồng thời là 3/3 cái tiêu chí để thành lập cái thị trấn của Kim Long. Thì trong đó cái quy mô dân số thì hiện nay thì đối với xã cũng đã đạt được 15.112 người. Bên cạnh đó là cái tiêu chuẩn cái diện tích tự nhiên hiện nay cũng đã đạt đó là 22,12 km². Về cái thì được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh thì trong năm 2017 thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công nhận xã Kim Long đạt được đô thị loại 5. Thì bên cạnh đó thì về cái tiêu chuẩn thì cơ cấu kinh tế thì hiện nay thì xã cũng đã đạt 3/3 tiêu chí. Thì trong đó gồm có cái tiêu chí về cái cân đối cái ngân sách, thì đối với lại địa phương cũng đã hàng năm thì cũng đã đạt và thu đạt và vượt cân đối đảm bảo theo cái quy định của nhà nước. Về cái lao động phi nông nghiệp thì hiện nay thì đối với trên địa bàn xã thì cái công tác mà cái lao động phi nông nghiệp thì hiện nay cũng đã đạt. Xã Kim Long nằm ở phía bắc của huyện Châu Đức, cách trung tâm hành chính huyện khoảng 6 km về phía bắc. Quy mô dân số năm 2022 là 16.590 người, diện tích tự nhiên 22,12 km². Phía đông giáp xã Quảng Thành, phía tây giáp xã Láng Lớn, phía nam giáp xã Bầu Chinh, phía bắc giáp xã Xà Bang. Địa bàn xã Kim Long có quốc lộ 56 kết nối quốc lộ 1 từ thành phố Long Khánh về thành phố Bà Rịa, đạt chuẩn cấp 3 đồng bằng, là tuyến đường quan trọng đi qua địa bàn xã. Trong những năm qua, huyện Châu Đức đã nỗ lực thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã. Kim Long hiện là trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, nông lâm nghiệp và du lịch cấp tiểu vùng liên xã phía Bắc và huyện Châu Đức, là khu đô thị hiện hữu kết hợp phát triển mở rộng, gắn kết đồng bộ về hệ thống hạ tầng, môi trường sống chất lượng cao. Trong tương lai, Kim Long sẽ là đô thị vệ tinh, hỗ trợ cho đô thị ngãi giao trong việc phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và lưu thông hàng hóa. Từ một xã có nền kinh tế sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, đến nay Kim Long đã có sự thay đổi lớn trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế của xã. Xã Kim Long cũng quan tâm phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, cơ chế cao su, chế biến gỗ, hàng mộc gia dụng, phát triển kinh tế làng nghề. Những năm qua, huyện Châu Đức luôn quan tâm thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp, xây dựng nhằm khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương. Địa bàn huyện đã và đang hình thành các khu cụm công nghiệp, đang thu hút các nhà đầu tư đến sản xuất kinh doanh.
Song song với việc hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, huyện Châu Đức luôn tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định. Cùng với sự phát triển về kinh tế, giáo dục trên địa bàn xã Kim Long cũng được quan tâm đầu tư phát triển một cách toàn diện, đồng bộ trên các mặt, từ quy mô chất lượng đến điều kiện dạy và học. Đội ngũ giáo viên các cấp học từng bước được bổ sung về số lượng, nâng cao chất lượng. Mạng lưới cơ sở giáo dục được mở rộng, tạo điều kiện tăng trưởng rõ rệt về số lượng học sinh trên địa bàn. Hiện toàn xã có 7 trường học, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Trong đó có 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao, nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện và cấp trường. Xác định tuyến y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, xã Kim Long đã tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác y tế dự phòng tại cộng đồng. Đến nay, hệ thống các cơ sở y tế khám chữa bệnh của Kim Long đã có đủ nhân lực đáp ứng công tác khám điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trên tinh thần luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xã Kim Long đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Theo đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chú trọng nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước. Địa phương cũng duy trì và mở rộng các dịch vụ thực hiện trên hệ thống một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều dự án hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng đã tạo động lực lớn cho sự phát triển của địa phương. Đến nay, đô thị Kim Long phát triển theo hướng văn minh, hiện đại đã được hình thành. Kết quả của chương trình phát triển đô thị tại xã Kim Long đã được đánh giá và phân loại theo các tiêu chí đô thị loại 5 vào năm 2017 với 89 trên 100 điểm. Thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Châu Đức, đây sẽ là hạt nhân có tác động lan tỏa tốc độ đô thị hóa sang các địa phương lân cận, là cơ hội để Kim Long bứt phá vươn lên phát triển bền vững, trở thành đô thị văn minh hiện đại. Vì vậy, việc thành lập thị trấn Kim Long là thực sự cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nguyện vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức nói chung và xã Kim Long nói riêng.